Kênh Nhà Nông Miền Tây xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 19 tháng 1, 2022, Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật tình hình giá sầu riêng tại miền Tây và miền Đông Nam Bộ để bà con mình tham khảo. Trước tiên, kênh xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng kênh. Quay trở lại tình hình giá sầu riêng ngày hôm nay, thì thưa với quý bà con là đứng trước những thông tin vô cùng bất lợi cho thị trường nông sản của Việt Nam. Đó là những cái tỉnh thành có cửa khẩu như là Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh đã đưa ra thông báo là ngừng tiếp nhận phương tiện chở nông sản tươi và thủy sản đông lạnh đó, để mà giải quyết tình trạng ùn ứ tại các cửa khẩu hiện có. Và phía nước bạn thì cũng đang kiểm soát rất là ngặt nghèo cái việc là virus ở trên là hàng hóa để mà nhập khẩu vào nước bạn, cho nên rất là khó khăn cho cái thị trường nông sản của chúng ta. Tuy nhiên, có thể nói là sầu riêng đang giữ một cái mức độ ổn định bất ngờ đó, bởi điều này cũng dễ hiểu ha bà con, là bởi vì là sầu riêng là được rất là ưa chuộng, và trong cái thị trường trong nước thì sầu riêng cũng được tiêu thụ khá là tốt, cho nên khi mà xuất khẩu gặp vấn đề thì sầu riêng vẫn dù là có bị ảnh hưởng nhưng mà cái mức giá vẫn là đỡ hơn rất nhiều so với các loại nông sản khác. Và hôm nay thì đứng trước những cái thông tin bất lợi như vậy thì giá sầu riêng tuy có bị ảnh hưởng nhưng mà cũng chỉ là dao động khoảng 1-2 ngàn đồng thôi bà con ha. Thì bà con mình nắm giá ngày hôm nay để mua bán sao cho thuận lợi. Hôm nay thì giá giảm nhẹ 1-2 ngàn tùy khu vực nha bà con. Giá này là giá nem thương lái cắt tại vườn nha bà con nha. Ở miền Tây Nam Bộ, ri sáo mua xô từ 26 cho tới 31 ngàn, hàng đẹp là từ 32 cho tới 36 ngàn. Sầu riêng Thái mua xô từ 34 cho tới 42 ngàn, hàng đẹp là từ 44 cho tới 49 ngàn. Ở miền Đông Nam Bộ, ri sáo mua xô từ 24 cho tới 30 ngàn, hàng đẹp từ 31 cho tới 35 ngàn. Sầu riêng Thái mua xô từ 30 ngàn nha bà con, từ 30 ngàn cho tới 37 ngàn, hàng đẹp là từ 37 ngàn cho tới 43 ngàn. Bà con nắm giá ngày hôm nay. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh, hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh nha. Xin kính chào và hẹn gặp lại.